Nói là ở núi có lúc ô Chỗ nào cũng có hết ô... trơn đó. chỗ nào cũng có hết trơn đó con, bình luôn. Lúc đó mấy ổng vẫn lại làm ăn rồi cứ bằng cái nồi đó cũng có. Mấy ông bò đi kiếm ăn thôi chứ hả? Trời ơi, ghét quá là nó sợ nó chạy đi núi hết trơn luôn. Chú hai, vậy là ở trên núi Tô là có nhảy đủ thứ nhảy vậy hả chú hai? Có đủ thứ hết trơn tại mình không có biết con. Dạ. Tại mình không có biết, bị là hồi lúc đó là ông vua ổng một năm ổng lại 2 lần á. Vậy sao? Lại 2 lần á, bị ổng cất cái nền nhà chú có Dạ. dẫn đi á. Dạ. Vua Hai Tô cái hả chú nhà hai? vua Vua Tô. ổng cất ở đó rồi ổng tới nhà chú đó, ổng ngồi thiền ở đó rồi. Gì không? Ngồi thiền đó, ngồi chọc cục đá ổng lại. Nghỉ ăn chỗ nhà mát vậy nó hả chú hai? Gì sao? Ổng tới đó là ổng ngồi thiền ở đó rồi. Lại ngồi đó, lại 1 tuần lễ mới ổng qua đi 5 căn. Rồi qua đi 5 căn đó là ổng mới tới đó là có 3 con rắn đó là nó mò lại đó. Gắn gì chứ hai? Rắn hổ mây á. Bò lại đâu? Mò lại ổng. Gì sao? Lại xung quanh ổng không làm gì ổng hết Ừ, nó lại ở xanh và quanh ổng á. ngộ mà Để cái đầu, 2 cái đầu không dám cho cao hơn ông đâu. ngóc đầu lên phải thấp hơn ổng thì ổng là vua mà ổng là ngồi người thiền đó, người Khmer luôn hả chú hai? người Khmer Mà lúc đó ổng già chưa chú hai? chưa Vậy hả? còn trẻ. Là ổng lên núi Tô này toàn là ổng kiếm thuốc ở trên núi Tô này không, không có Lại đây là ổng không kiếm em ông ơi, cho mấy đại tử kiếm, mấy đại tử ở đây rồi đi học với ổng làm thầy coi cha đó. Ai muốn học làm thầy bói cho học luôn bánh số đó. Là ổng dạy luôn. Ừ. Vậy là ổng biết đủ thứ trơn hả chú hai? Hết trơn luôn. Người nào muốn học với ổng đi đi trên nước cũng được luôn. Ôi đi trên mặt nước luôn hả chú hai? Đi trên nước luôn. Ủa hay dữ vậy? Ổng Vậy là ông bay được luôn rồi. ổng không bay, ổng bước rồi. Ông bước. Từ Phnom Penh, Nam Giang tới đây có 2 bước rồi. Chị sao? Ở lúc đó đâu có xe có mẹ gì đâu. Dạ. Vậy là ở đây chỉ có hồi xưa là có mình anh ổng là giỏi nhất thôi chú hai. Ổng lên xuống có mình em ổng. Bị người lúc đó người ta cho ổng làm vô ổng không chịu. Cho là ông Saram Rich. Cho ông Saram Rich là cha của ông Tây Hấp nhất này. Cho làm vua đi. Là ở trển là lúc đó bầu ổng làm vua ở trên Campuchia mà ổng không chịu làm. Ông kiểu đi vậy đó, đi cứu người. Chứ ông không có chịu ở chỗ. Đi cứu người thương người nghèo lắm. Lại đó, thấy nhà nào nghèo á ổng cho tiền cất cái nhà. Nhưng đi giúp người không vậy? Đi giúp người không, không phải không có lửa nước nào đó. Ai ông cũng giúp, ai nghèo nghèo là giúp. Ổng cho tiền. Rồi hồi xưa chú nghe chú hai nói là cái vùng đất Chi Tôn này là hồi xưa bên Bót nó không có tấn công xuống dưới này hay chú hai? Bên Bót đó Tăng con đâu lại được, dính cái chỗ là núi Cấm đó đó. tới đó là Tới đó là lại hết được. sao ngộ hả chú hai? Bữa trong cái tập để vậy chú đâu có biết. Trong kinh để vậy. Rồi đánh giặc hết xuống được rồi. Tới đó dính đó. Nếu mà đánh lên á, người Việt không đánh đi không nổi. Nếu mà có người Khmer ở 7 núi này, Đi chung luôn. Vẫn nó được luôn. Rồi chú hai có đi đánh. Ừ. Chú hai có đi đánh nữa hả? Có.
ông đi chung với bộ đội Việt Nam luôn, đánh đuổi nó sư đoàn 25 á, đi với sư đoàn 25. Dạ. Yeah. Lúc đó là chú có bằng khen luôn á. Dạ. Yeah. Người chú đánh đuổi con boss về tránh luôn. Ừ. Tới Trà Cao á, chú xuống rồi. Vậy là lúc đó chú hẹn đi theo đủ ngày. Dạ. Yeah. Đủ ngày nửa tháng. Lúc đó ở chảnh nó xuống đồng không chú hả? Bên boss đó. Trời ơi, có cái gì đâu con đít không á. Vậy sao? Nhỏ nhỏ xíu à. Mới lớn gì nè. Ôi ôi. Con đít không à. Sợ thấy con bị như mẹ. Chảy mặt chết. Ôi con nít không à. Ngộ hồi xưa sao mà bên boss tự nhiên nó đâu có biết đánh giặc gì đâu, mà tới là nghe là mình gần tới rồi nó chạy rồi luôn, nó chạy rồi mất chết, thấy cũng bị ba nội luôn. Ông có bắn trúng đứa nào không? Trời ơi, bị của chú hoài. Nào lúc đầu tiên đánh cái chỗ là tỉnh biên mình á. Yeah. Nó vô tới bà Trúc á. Yeah. Chú đánh lên ngày đó luôn á. Ông đánh lên tới Tình Biên luôn. Ừ. Lên mà ngày đó đánh lên không nổi. Sao ngộ chú hả? Không biết sao. Chạy lại. Yeah. Chạy lại bằng đêm á, rút lại. À, chưa tối đâu. Khoảng cỡ 5 giờ, 6 giờ á. Rút chạy vô chùa chết mẹ. Con nít con méo gì đàn bà đàn ông nó chết trong chùa. Thấy tức. Yeah. Thấy tức thiệt đó, đủ mẹ giết dân. Đủ mẹ đánh giặc hơn mà lại giết dân. Yeah. Chú tức chỗ đó. Là lúc đó là nó giết dân ở trên Ba Chúc đó hả chú hai? Ừ. Rồi mấy chú rồi mới khoảng cỡ gần 4 giờ sáng. Yeah. Bỏ đi nữa. Ra lệnh cho bánh lên á. Yeah. Rồi lúc đó đánh đuổi nó luôn được luôn. Đi luôn á. Yeah, đánh đi luôn. Rồi lúc đó bắn đi luôn. Rồi tới đó chú là nó chạy á, chú đứng bắn nữa. Làm như bữa trước nó khiến sao mà đánh lên không được hay chú hai? Không biết sao. Dạ. Yeah. Ai đánh lên được thì người dân Ba Chúc đỡ rồi, đâu có bị đánh lên. Dạ. Đen đi luôn á. Dạ đi luôn, đuổi nó luôn. Ừ, vắt đi luôn. Lúc đó có bắt sống được mà nhiều không chú hai? Ừ. Đứa nào không có bắt sống được đứa nào không? Không. Không. Không có bắt được. Có nếu bắn. Mà mình cần tới nó cũng bắn em đó. Nó tự sát luôn hả? Ừ. Ồ. Sát em đó. Dạ. Chịu bắn mình á, chịu bắn mình nó không có cho, nó không có sợ đó. Yeah. Mình đâu có để nó bắn mình hoài đó. Ai để nó chi? Yeah. Để nó bắn mình hoài. Ông nghe nó nói chuyện không chú hai? Trời ơi, nghe nó la. Chứ không có nói chuyện hả? Ờ, tới rồi rút nó cũng la rút. Nói tiếng Khmer hay nói tiếng nói gì? Tiếng Khmer không á. Rồi mới mấy người ở Hà Nội á. Yeah. Nói miền 30 bánh miền cũ rồi. Miền 30 đánh miền cũ. Vậy là nó hồi xưa nó không có tấn công qua chi tôm này được. Không. Vô không có được đâu. Yeah. Bị trong cái tạch để lại hồi xưa. Yeah. Thành ra cũng người ta nói rồi. Trước rồi. Rồi cái vụ Covid này cũng vậy nè. Trong cái tập cũng có luôn á. Vì sao? Ở đâu có, chỉ cho không có mà ở đây là không có, bảy núi không có. Vô không có được. Yeah. Bởi vậy mới nói hồi lúc là Covid á, chú đi núi. Mấy nên, người đó hỏi. Nên núi không có ai chưa hả? Không có, vô không có được, vô tới là chết là bị thuốc. Dạ, yeah, thuốc trên núi tô ha. Ừ.
ở đâu có là ở núi Tô không có. Vậy là trên núi Tô chắc ngải đen có chú Hai. Chắc gì bị đủ thứ thuốc. Dạ. Tại mình không có biết. Dạ. Bữa giờ mấy thuốc núi Tô nó hay lắm. Hồi xưa là người ta mới làm thầy ở Campuchia đó, lấy núi Tô đi không á. Dạ. Núi nào không kiếm đâu. Lại núi Tô lấy đi. Hồi xưa giờ chú Hai có từng gặp ngải đen lần nào chưa chú Hai? Chưa từng quen nữa. Gì hả? Biết là ngải đen là đau bụng đó thôi. Mình lấy mỗi lần á. Cái đó là thiền liền. Cái đó là đau bụng. Cái kêu để liền. Cái đó là tiếng Khmer cũng kêu là Patel Khmao ngải đen. Ngải đen. Nó là địa liền. Vì vậy trong cái ruột cái đó nó màu tím. Mà ngải đen thì tôi nghe nói gì nè là chỗ nào có ngải đen là xung quanh đất nó đen luôn. Đúng không chú Hai? Ừ. Rồi mình nấu cơm đất chín cũng đen luôn. Dạ. Yeah. Mình nấu cơm chín là mình để cái đó gặt trên nồi cơm đen hết luôn hả chú Hai? Khoảng cỡ 3 tấc xanh quanh chỗ nó đen hết trơn. Đen hết. Khỏi trời, ta thấy nó là biết liền à. Thì thấy đất đen nó à. Cái đó là thằng ngải hả chú Hai? Hay lắm. Cái đó là 100 bệnh đó con. Bệnh gì cũng trúng hết. Bệnh gì cũng hết cho nên. Bệnh gì trúng hết. Người làm bùa cho người ta bệnh đó. Cầm nó. Hết luôn. Hết luôn. Hay lắm. Bởi vì bây giờ kiếm cái đó 1 ký mà 1 tỷ giờ người ta cũng mua nữa. Làm gì kiếm được hả chú Hai? Dễ vậy kiếm được. Người lại kiếm nó thôi. Bên Sóc Trăng cũng lại kiếm. Nó là thần dược rồi. Cho tôi kiếm đi. Bao nhiêu cũng cho. Thì bán kiếm 1 ký 1 tỷ cũng lấy. Làm gì kiếm? Kiếm không. Yeah. Gán kiếm thấy mò đủ con nghe 1 ký lô 1 tỷ. Ôi, lúc đó mình nghèo khổ kiếm gạo ăn không có đó. Yeah. Gán đi kiếm. Ừ, đi tìm không có gặp, mà tại mình không có quen nó nữa. Dạ. Ghét quá, chú tức quá, ngại gì chú cũng lấy lại à, lấy lại chút gì. Dạ. Yeah. Rồi tới nấu cơm chín rồi, đẻ. Đẻ trên cái nắp nồi. Không có gì hết. Không có. Lâu lâu vô thăm chú Hai, gặp chú Hai còn khỏe. Nhưng mà cái này hơi yếu rồi quý vị, hết đi hang nổi. Ai là chú nói là ví dụ con rắn hổ mây cũng vậy. Chú nói người ta không có tin đâu. Dạ, bị người ta đâu có gặp đâu tin. Hôm nay ông đi lên xuống hoài đó, mấy tháng nay đó có còn gặp nữa không chú Hai? Không, bị mình không có đi. Dạ, yeah, mình không có đi. Không đi. Trời ơi, mấy nhỏ nó gặp hoài đó. Chạy lan, cái thằng nhóc của nó la hoài, nó chạy không kịp, nó mập bây giờ. Đợi em chứ, đợi em chứ. Đợi. Mà mấy đứa nít nó dễ gặp quá à. Cho thấy hoài mấy. Dạ. Yeah. Rồi có một người khách. Ở Tiền Giang. Yeah. Con nhỏ đó phụ nữ. Yeah. Nó buồn nó hay sao. Nó tính đi trước ta đi. Ở đây tôi cũng la. Con đi đâu? Dạ con đi rai đi trước ta. đi. Không có sao đâu con đi. Đi gặp. Gặp nghe nó la trời ơi. Mình ở nhà mát có hết hồn hết vía hết trơn luôn á. Chạy đi coi nó. Gặp chỗ nào chú Hai? Chỗ chú nói với con cái đường lên xuống. Ồ chỗ cái lúc ô đó đó. Lúc ô mà kỳ đó làm đường cái con với ông làm có cái đường mương cho nước chạy. Cái đường nước chảy á. Dạ, cái dạ, đường dạ. Ô đó. Dạ. Cái đường đó nó lên xuống á. Thằng nhóc cũng chạy ở đó đó.
gặp quá. Chỗ đó cái đường nó đi vậy? Ừ, cái đường nó lên xuống không? Lên cái chân vò hội luôn đó chú Hai. Ừ. Bự không chú Hai, nhỏ gái đó gặp bự không? Hả? Nhỏ gái đó nó gặp bự không? Rồi tới mình hỏi nó nói lớn lắm, bự lắm, nó làm cái tay vậy nè. Gì hả? Nó con chạy hết nổi, con lui. Thì la con la, nó chạy đi đâu, nó chạy xuống dưới. Vì là nó xuống cái chỗ mà cái đường mình chạy xe lên đó chú Hai. Cái đó nó đi xuống chỗ cái cua đó. Bị cái suối đó nó chảy xuống thì gan cái cua đó. Mà mình đi hoài mình không thấy. Không. Mình đâu có một năm đâu, mình 2-3 năm á. Dạ. Đi tìm nó. Tìm xin vé cho gặp. Rồi vô hang, cũng vô hang nó ở không. Yeah. Rồi ăn bay thấy không? Yeah. Chỗ đó ai có dám vô? Yeah. Thế mình vô thấy ông dọn muốn chết mẹ mới vô được. Người mẹ ở đây không dám đi gần đó luôn á. Bữa hổm con đi lên đá cây á, cái con hỏi hai chồng ông đi chặt củi, con hỏi cô chú hồi nào giờ có vô trong đá cây không, không dám vô. Rồi con hỏi cái hang ăn cà bay đó có ai đi cũng là tàn ơi ai đâu mà dám đi vô đó. Thấy không, mình đi thấy không, võ muốn chết rồi kiếm dạ. Đường vô dạ. Bít trơn luôn. Ừ, không dám đi gần đó, chỗ đó nó ở nhiều có anh. Mình một mình em chú à với ông hai kèo. Dạ. Vô đi bánh cá ăn á. Dạ. Đi bánh lấy sợi dây trứng cá đi đạp ở trên á. Yeah. đạp chỗ nào nước nó chảy xuống, đạp thì nước nó chảy xuống. Yeah. Cá nó chết. Ờ, dây thuốc cá. Ờ. Cá đó này kêu cá chạy dục gì đó chú Hai phải không? Cá gì? Cá chạy dục gì đó. Có luôn. Yeah. Có luôn. Giống cá lóc à. Dạ, giống cá lóc. Ờ, giống cá lóc mà cái ý nó đó, hai cái ý nó là nó hơi nó vàng vàng. Dạ. Yeah. Mà cái đầu nó bự hơn cái mình. Ờ, bị có gì ăn đâu. Ăn rong. Cá chê cũng vậy, có đầu bự. Dạ, cái đầu thù lù. Ờ. À mà có cá lồng tông. Dạ. Yeah. Cá lồng tông nó mập. Bị nó có ăn ba cái gì đó. Cái rồng. Ờ, cái rồng á. Mập lắm. Dạ. Cá gì cũng có hết trơn à. Thác lát hay hoặc là cá ố đủ thứ. Rồi lúc đó Hoàng Châu nó lạ. Ô, cá gì cũng có hết trơn trời ơi. Hoàng Châu đó lúc đó đâu có tin mình. Dạ. Nói trong ăn bay là có cá đó. Ờ, lúc đó là chỗ hay ăn cà bay là nước nó ngập lúc chân hả chú Hai? Ừ. Hồi xưa đó nước không á. Dạ. Ruộng ở đó là đây là nước. Tháng 3 tới bắt đùi luôn. Ừ. Đi không nổi đâu. Mà tự nhiên bây giờ cái mất nước chân hả chú Hai? Ừ, tới là qua bình chặt cây lớn hết. Dạ, ra hết nước luôn. Hết nước. Hết nước chảy xuống nhiều quá. Vậy là hồi xưa là cây cổ thụ đồ còn là bự lắm. Dòm mặt trời không thấy đâu, không thấy mặt trời. Mát rự luôn hả chú Hai? Mát lắm, rồi ở dưới không có cỏ. Ngộ ha. Ừ, dòm từ đây tới đường lộ luôn á. Bị cây lớn không á. Dạ. Yeah. Ở dưới không có cái gì hết trơn á. Chống lỏng luôn hả chú? Chống lỏng. Con mang con gì nó chạy mình thấy hết trơn luôn á. Con cọp không chú? Có cọp không? Không có con cọp, không có. Có con mang rồi lúc đó. Có con mang dưới là heo rừng. Dạ. Cọp không có. Con mang với heo rừng. Heo rừng nhiều không chú Hai? Nhiều. Heo rừng đó mình mà không có biết cách là bị chết của nó. Dạ. Nó chạy lại mình đừng có chạy. Mình nhìn nó lại ngay mình lấy cái giò nghiêng có chút rồi nó đi rồi. Gì sao? Bị cái lưng nó cứng. Yeah. Nó quay không có được đâu.
nó quay quay hết trơn à. Dạ, nó quay quay hết luôn. Hồi xưa ông vậy là ông ở trái mình từng gặp heo rừng rồi chú ha? Gặp chứ. Gặp có con nào có nanh đâu không? Có. Có luôn. Ừ. Mà nó ít cho mình gặp lắm. Nó bắt hơi mình được rồi nó chạy rồi. Dạ. Nó sợ người lắm. Như cái khu vực núi Tô hồi xưa là chỗ nào heo rừng nhiều chú ha? Ừ. Chỗ nào á? Heo rừng nhiều lắm. Mà cái khu vực nào á? Xanh quanh núi vậy. Chỗ nào cũng có hết trơn. Chỗ nào cũng có hết trơn. Người ta để ấy dính nó đó. Dạ, để cái bẫy. À. Nó vô dính đó. Dạ. Và người ta lấy cái cây luôn, cây là rừng luôn. Dạ. Để cái dòng đó. Nó vô đuổi á. Dạ. Đuổi nó chạy chạy vô dính. Nó là được bay cái đó đuổi mỗi ngày vậy đó, tới tháng là viên á. Yeah. Tháng viên bị giờ lúc đó là người ta cắt lúa hết, người dân tộc Khmer. Yeah. Cắt lúa hết ưa đi đi kiếm đồ ăn, đi bắt heo bắt con mang con gì đủ thứ vậy đó. Rồi lúc đó gắn hổ mây nó cũng tràn ra ruộng nhiều luôn hả chú? Rồi gắn hổ mây chỗ nào cũng có hết trơn, đừng nói là ở núi. Có lúc ô chỗ nào cũng có hết trơn. Chỗ nào cũng có hết trơn đó con. Bình luôn, bình luôn. Lúc đó mấy ổng vấn á, vấn lại làm ăn. Yeah. Rồi cứ bằng cái nồi đó cũng có. Mấy ổng bò đi kiếm ăn đó hả chú hả? Trời ơi, ghét quá là nó sợ rồi, nó chạy đi núi hết trơn luôn. Yeah. Ở ô lì á, cái chỗ nguyên đội ở đó. Yeah. Chỗ đó cỡ cái lưu đó. Ôi rồi. Nó mòn nghe. Người ta cột bò á. Yeah. Cột bò gần cái lúc ô đó. Hai con bò đó nó chạy đứt hết trơn luôn, đứt sợi dây luôn á. Quá sợ. Ừ. Nghe nó la thôi mà không có thấy nó. Ý, ai cũng không thấy chứ. Không thấy. Chỉ nghe nó la thôi. Ừ, nghe nó la thôi. Nó la ồ ồ ồ ồ mà con nhỏ nhỏ thấy à. Dạ. Yeah. Thấy đi vậy này. Đi hai bên vậy đó. Con nhỏ thì thấy. Ừ, bờ lơn đi theo cái ô đi núi. Mà sao ngộ quá, con bự không thấy hả chú hai? Con bự đó là không có thấy, nghe nó la thôi. Yeah. Mà thấy là ở hàng giữa đó là không có rắn. Hai bên này có bờ lớn hai bên đi. Mà lúc đó sao nó nhiều cái ghê hả chú hai? Nhiều lắm, chỗ nào cũng có hết trơn. Yeah. Mà điều nó không có, nó xuống như này chứ nó không có cắn người hả chú hai? Cũng có cắt. Cũng có nữa. Cũng như người ta đi đập phá đồ này kia. Ừ, nó, đi đập phá chúng nó, cắn. Nó đau, nó quất lại. Dạ. Yeah. Một cái là chỗ nào nó có trứng mình đi là nó quất à. Bị nó bảo vệ con đó. Ừ. Bị hồi lúc đó là chú 6, 7, 8 tuổi rồi chú kịp mà. Kịp nhiều lắm. Yeah. Lúc đó chú có 7-8 tuổi hả? À? Ừ. Đi theo ông già. Yeah. Bị ông già có chú đứa à. Yeah. Rồi hồi đó mà ông ba của chú hai nó làm gì? Ông làm thầy. Thầy coi bệnh. Yeah. Làm thầy chữa bệnh cho bà con. Ừ. Lại người ta lại cho ổng coi là ổng biết bắt mạch sao. Dạ. Yeah. Ổng đọc rồi ổng bắt mạch rồi ổng nhắm mắt lại ổng biết bệnh gì bệnh gì. Rồi ổng cho uống thuốc nam hay gì chú mày? Thuốc nam. Dạ. Yeah. Hút thuốc nam cho uống. Dạ. Yeah. Mà ổng không có kiếm cũng như người ta bây giờ đâu. Chừng nào
bác biết là bệnh gì rồi ổng cho con cháu người đó đi đi kiếm chiếc dây. Yeah. Uống liền mấy chú biết là thuốc nam á, cái vụ phơi á, nó thua nó ổng hay. Yeah. Phơi hết hay thì bị nó khô mủ rồi. Ừ. Chú biết với ổng á. Dạ, thành ra ổng cho uống thuốc tươi không? hay lắm. Thuốc tươi tính dược nó mạnh hơn vì nó còn mủ. Ừ. Sao hồi đó ông chú Hai không học chú Hai? Tại chú lớn không kịp ổng. Dạ. Yeah. Chú mới 13 tuổi ổng bị máy bay bỏ bơm chết. Dạ. Yeah. Ông lấy gạo cho Việt Cộng á lúc đó, cách mạng. Dạ. Yeah. Mà ổng dặn dữ lắm. Ổng là ông thầy coi người ta, ổng là làm cái nhà này. Dạ, yeah, ổng làm cái nhà đúc, nhà cây vậy. Ông coi cho người ta cất nhà luôn. Yeah. Mấy ổng dặn không cho tôi làm thầy. Một cái nữa không có cho làm thầy thờ nữa. Không có cho làm. Thành ra ổng không truyền lại cho ổng. Mà con học cho biết thì học đi. Mà đừng làm. Yeah. Ta mướn đừng ăn. Yeah. Để làm nhà mình. Được không có sao. Mấy ông thờ. Thầy làm nhà người ta đó là coi cái nhà em không có đâu. Người thiệt đó, mình để ý coi mấy người làm thợ, coi ông cô đi rồi mình biết rồi. Yeah. Thấy nhà ổng không? Yeah. Đi cắt nhà người ta không, nhà ổng không có. Ừ, nhà ổng thấy ông xùm nhỏ xíu. Yeah. Là cái vụ làm ông thầy với ông thờ nhà có. Yeah. Có sự dây á. Yeah. Có dây. Cho nên hồi xưa ổng không có dạy ông luôn. Khỏi dạy là cũng biết à. Cũng biết à. Tự nhiên bữa giờ mấy người ta là máu người làm thờ. Yeah. Vậy đó. Mau biết lắm. Yeah. Người ta làm coi người ta có chút xíu biết làm liền. Yeah. Như ông gì ông biết làm cà tha đâu không chú hay? Ai? Cà tha. Ủa bây giờ chú bỏ rồi. Dạ, yeah, bỏ không làm nữa. Bỏ không làm. Chứ hồi xưa lúc ở trong chùa còn làm hả chú hai? Không, bỏ là chú gặp thím con rồi. Vậy sao? Gặp thím con rồi. Bị coi người ta, bị là làm thầy á, coi người ta bớt bệnh rồi người ta không... Không cúng. Không cúng cho ông thầy tổ mình á. Dạ. Yeah. Bị á, mình bị. Mình bị. Bữa giờ mấy chú đốt hết trơn cái sách á. Rồi thí dụ như bây giờ mình coi mình chữa bệnh cho người ta mà người ta không cúng. Rồi mình cúng được không? Mình cúng được. Yeah. Đó, mình cúng hên mình á. Dạ dạ. Để cúng. Mà mỗi lần người ta làm gì hoài tiền đó mình cúng. Ờ. Bởi vậy mới bị trước khi là coi người ta đó kêu hết trơn. Yeah. Kêu cho người ta tiếp. Dạ. Yeah. Dặn người ta nói là hết bệnh là phải cúng mới được. Ờ. Yeah. Rồi tới hết bệnh người ta không có cho mình, người ta đói. Yeah. Rồi mình nói dốc. Yeah. Kêu người ta tiếp mà không có cho người ta ăn, đủ mà chơi nó đi. Chơi mình á. Yeah. Bệnh á. Làm cho mình bệnh. Ừ. Rồi mới mình cúng cho ổng. Thường thường á. Lúc đó đi coi ông thầy bói mới biết á. Yeah. Mà chú biết rồi, chú biết là mấy người này bức chú. Yeah. Mà không có nói cho thím biết. Kệ mẹ nó chết đi. Thí dụ như cúng là cúng cái gì chú hai? Có cái gì đâu, là chuối mọc nại hay hoặc là chải trái cây gì cũng được. Đơn sơ vậy ha. À, với là giải là hai thước thôi. Hai thước giải nữa. Ừ, hai thước giải là trắng nữa ha. Giải trắng mới được. Ừ, giải trắng mới được. Dạ. Yeah. Để. Chuối với hai thước giải. Ốp nhang. Ừ. Có thứ bệnh nào là lấy vàng cũng có. Vàng mình mua vàng giả để cho đi. Dạ. Yeah. Cái đó là cho có đỏ vàng được rồi.
cũng được đó hả? Kiểu đó mình lừa người ta. Chơi ăn gian nữa. Lúc đó ở trên núi tôi chắc không có ai chân hả chú hai? Không có nhà hả? Nhà cũng có mà nhà ấy không à. Như là cắt cái máy chạy rồi này kia là có vườn á. Cắt cái chòi. Cái chòi. Ờ. Trong vườn ta cắt cái chòi. Dạ. Yeah. Hồi xưa trên núi Tô là cái cây gì nhiều nhất chú hai? Đủ thứ con. Mình quen không có hết đâu. Dạ. Yeah. Con biết là có một cây làm một cái nhà luôn. Cứ cây ở chợ nó cái cây quý ôm hai ba người á, hai ba người cái đó cắt cậu hai cái nhà hai ba cái cưa lấy tay nhau cưa tay không hả chú hai? Ờ không á, bị hồi xưa đâu có cưa máy. Ừ, bị là trong xóm á. Yeah. Ai là muốn cất cái nhà đó là trong xóm là đi tiếp hết trơn à, người ta yeah. kêu là lấy tay á. Dạ dạ dạ. Tới con lại cũng đi tiếp con tiếp lại. Tiếp qua tiếp lại vậy hồi xưa cưa quạt chặt. Đốn cái cây chắc lâu dữ lắm mới được. Ừ, loại gì không à. Yeah. Cái da nó có chút à. Dạ. Hồi xưa chặt mấy cái cây rừng như vậy cất nhà đó kia, ông có biết tên cây đó không chú ơi? Biết tên không đó, không phải là lấy trùm bậy đâu. Có cây nào là cất ở là kiếm mần ăn được đó. Dạ mơ đốn. Ờ. Có cây nào cất không có được không dám lấy. Mà lên phải mất sinh ra nữa hả chú ơi? Mất sinh cúng này kia nọ. Dạ. Mới dám chặt cưa. Dạ. Có cái cây nào mà sinh không được không chú ơi? Đi nằm ngủ ở đó luôn á, không phải lại nhà đâu. Vì sao? Lấy gạo lấy gì đem đi ở đó luôn. Mần ăn đó luôn. Cưa rồi xe bò đời ở dưới. Yeah. Cưa rồi ai vác xuống thì vác xuống. Kéo xuống rồi để xe bò kéo về. Vậy đó. Yeah. Hồi xưa bị con bò thả không à. Yeah. Thả cắt lúa rồi thả bò đi đâu cũng gặp bò. Quánh một con ăn chơi cũng được. Nó thả thí không thả lan. Ừ. Thả thí à. Chiều nó lợi nhà êm à. Ngộ á. Rồi người ta có sổ mũi đâu không chú ơi? Có. Có sổ mũi nữa. Mấy nhỏ con nhỏ nhỏ mới không có sổ mũi. Dạ. Yeah. Bò nuôi thả lan không? Ừ. Tới ý rồi nó đi vậy không sợ rắn cắn rồi sao chú ơi? Không biết sao. Mà ít lắm. Yeah. Ít cắn bò lắm. Là hồi đó có hai người gì bị gắn cặp nông cặp nia gì nữa cắn ở bên đây có không chú hai? Chắc còn. Cắn hai người cha mẹ con, cắn con trước rồi mới cắn mẹ xa. Là mẹ ở chỗ nào chú hai? Ở cái chỗ là tiếng Khmer kêu là Tà Lon. Là đường nào đâu chú hai? Cái chỗ là ở dưới cái hồ nước. Hồ nước ở đằng sau chùa. Hồ nước Sò Chép đó hả? Ờ không, đằng sau chùa Tà Pà nè, mà ở dưới ngoài ruộng. Dạ 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 dạ. Phía dưới cái hồ Tà Pà. Ờ. Mà phía dưới ruộng nhiều gắn bự vậy hả chú hả? Ừ. Ý mà sao mà cắn người con trước rồi sao bà mẹ để ly lại đó cho nó cắn nữa à? Không có biết làm sao, chú cũng không có biết cái này. Rồi không cứu được hai người luôn hả chú ơi? Mẹ đó là ông xài chùa Nông Pi Lơ đó. Yeah. Ông, rồi bà nằm ở đó luôn, coi á. Yeah. Rồi đủ ngày, ba ngày rồi. Tới ngày xuống có người khác vô. Vô bà chưa xuống. Bà bị chết luôn. Ý sao ngộ hả? Không biết sao vậy.
Rồi cái người người khác vô thì không sao. Ừ. Mà bà vô trước bà bị mà bởi vậy mấy người ta đi thổi con rắn mổ này á. Yeah. Người ta không có nằm. Ông thổi rồi mình về. Yeah. Sáng mai mình đi nữa. Yeah. Đừng nằm ngủ tại chỗ ổng. Ngủ chỗ đó là nguy hiểm hả chú Hai? Bị gì có người khác lại là người đó. Mình bị à. Mình bị. Cho nên phải tới chị là phải đi về. Hồi lúc trước là có một ông hay lắm. Ông xài cả. Hay hơn ông thầy của chú nè ở chùa Sà Tón á. Yeah, hay ông, hơn ông chùa Nơ Mi Lơ. Ô hay. Có một ông chùa Tà Bà mình nè. Yeah. Gắn nhỏ xíu. Nè vứt chỗ này. Vứt như gan cái mắt cá luôn. Cắn. Trời ơi, gần sáng rồi lúc xưa hồi xưa đó. Yeah. Là 5, 4 giờ, 6 giờ là người ta hết cho lên xuống rồi. Đợi tới sáng á. Yeah. Mới chở ổng đi. Ông thầy á, nó la muốn chết mẹ rồi. Mà gần tới chùa đó nó hết đau. Sao kỳ ha? Ông ơi vậy đó. Vậy là lại gặp thầy cái hết luôn. Ừ. Chưa tới chùa, bước vô chùa rồi nó bớt đau. Mà chưa gặp ông thầy nữa hả chú Hai? Ông hay hay lắm. Rồi tới đó ông nói: "Ôi còn cột chí mà thả đi. Lấy sợi dây cột đó bỏ đi. Rồi con gắn gì mày có biết không? Mày có đạp nó không?" Không. Ờ vậy tốt. Gắn cắn mình đừng có đạp nó, chó cũng vậy, nó cắn mình đừng có quấn chân nó. Nó dễ. Dạ. Yeah. Mà ông cái ông đó là hồi là ông ở chùa Sà Tón hả hay gì chú Hai? Chùa Sà Tón, ổng là đầu tiên ổng xài cả chùa Tà Bà. Dạ. Yeah. Rồi sao lại mấy người ta mời ổng lại chùa Sà Tón mà ổng. Yeah. Coi hai chùa luôn. Dạ. Yeah, coi hai chùa luôn. Ổng lớn hơn ta. Là cái bức tượng mà bên chùa Tức Khoát là cái hình ổng đó hả chú Hai? Coi luôn, coi hết trơn luôn. Mà cái bức tượng á, cái bức tượng ở trong chánh điện chùa Tức Khoát á. Sao? Thì đó con với ông đi qua bển coi bức tượng bển đó. Là ông thầy đó đó hả? Phải ông đó hả? À, ông thầy đó là cũng thầy của chú này. Không. Yeah. Phải ông thầy đó đâu. Thì không phải ông đó nữa hả? Ừ, ông thầy đó là ổng là hay cái vụ là bắn đi cho bắn đi. Bắn hồn chúng ổng. Trong mình không có đeo gì không mà không trúng chứ? Không. Không có đeo gì chứ? Không. Cho con thấy là thấy á. Không cho con thấy thôi. Không có thấy á. Ông tàn hình được luôn hả chú? Ừ. Ôi ôi. Ông giá bộ nằm á. Có chừng đừng bị kéo cái tay hoặc kéo giò á. Kéo đứt đi luôn á. Hay lắm á. Rồi được chưa? Có ai mà nắm cái giò, nắm cái tay ổng đứt ra không chú Hai? Là không. Có ông xài cả chùa Sóc Tiết. Vì sao chú Hai? Ở Sóc Tiết á bị mấy người Tàu á. Yeah. Nó mua heo. Yeah. Phải chở ngang chùa ổng, nó la hoài quát quát, ổng ghét. Đủ mẹ, đằng sau chùa nó không có chở ngang mắt chùa tao không? Cho mấy nít đi kêu. Kêu nó vô rồi tao bán heo con. Mà trong chùa đâu có nuôi heo. Ừ, trong chùa ai mà nuôi, người ta đâu có cho nuôi heo. Ông nó vô ổng đá kêu cái gì người ta đập lúa đó. Cái bồ lúa hả chứ? Cái gì người ta đâm lúa đó, lúa. Dạ, cái chài. À, đâm lúa lấy gạo lại dạ, nấu dạ. Ăn đó. Yeah. Cái cái chà dồ. Chà dồ giá gạo. Cái đó đó, người ta đâm lúa, để lúa vô người ta. Yeah. Đá cái đó. Đó là bự lắm. Đá cái đó heo liền. Ồ, ông gì làm đá nguyên cái cối luôn rồi. Ừ. Nguyên cái cối bự. Đá heo nằm heo liền.
Rồi ông đó vô tới, ông sư kêu có ông chí, mày mua còn mua heo nữa không? Dạ còn. Cái này hơn 100 ký đi. Hai, rồi ông kêu bán heo đó rồi sao? Cân luôn á, họ cân mà lúc đó đâu phải có đồ thứ mình đâu. Cái cân đó là giác hai người đó, có cái đầu. Dạ. Kéo qua kéo lại đó. Cân đòn á. Cái cân đòn á. Rồi cân nó hơn 100 ký. Đưa tiền cho ổng. Trở lại. Chở tới rồi, lúc đó đâu có xe có gì đâu, xe lôi á. Xe lôi chở. Tới lò heo á, để xuống đủ mà. Có đồ đâm lúa. Nó rớt. Nguyên cái cối luôn. Bụp, trời ơi, chút xíu nó gãy vỏ tao á, đủ ngó, ông phải cả, kê tao rồi. Đủ ngó, tao nó đi đòi tiền lại. Thôi tối rồi, để ngày mai. Chở cái đó đem trả ổng á. Mất chở đem trả nữa. Chở đi bỏ rồi, ổng biết nữa. Ổng biết à, cái thằng mua heo đó lại kiếm tao, mày chỉ đi chừa, chở chừa lớn đó em. Tao nằm ở đó, dạ. Bỏ cái đó trong chùa rồi. Chạy đi đâu rồi? Mà nó ổng còn ngủ chùa trên kìa. Đi kêu ông sư, ông sạch ơi, không lên tiếng, không lên tiếng, tức quá, kéo cái tay ổng, kéo cái tay đứt tay, đứt cái tay luôn, ổng đứt tay té luôn á, té ổng té luôn cái tay dằn, bỏ xuống chạy luôn mấy ông xài nhỏ nhỏ, ê ê chú. Chú không có thèm nói tới, đi luôn chạy luôn. Không dám ngoái lại luôn. Xe lôi bỏ đó, kéo là xe xe trước này nè. Bị xe lôi bỏ đó có đuôi. Buốt chạy về đi chọc lóc. Chạy đi chọc lóc. Quá sợ rồi. Rồi khoảng cỡ nửa tháng mới dám lại. Lại hỏi vợ. Có ông xài nào lại kiếm tôi? Đâu có ai đâu lại kiếm. Xài lại kiếm ông chứ. Ngộ. Chạy xe. Bằng đêm. Chạy đi thăm coi. Coi coi ổng cái tay ổng có liền. Coi cái tay ổng còn hay hoặc là ổng chết. Coi cho. Cái tay ổng còn hai cái tay luôn mà. Sao cây cốt vậy? Mà ổng cũng biết luôn đó em. Biết là ông đó đi á. Mới ổng là mày ở đó anh chê. Cái thằng mua heo vô. Mày không vô tao làm mày chết à? Dạ vô đừng làm con, đừng làm đó. Chạy vô lại. Đủ mẹ mày kéo cái tay tao đứt vì mày bỏ đâu. Con đâu có biết đâu, con kéo rồi nó đứt cái con chạy luôn á. Ông kia ổng cười. Ổng cười với thằng đó muốn chết luôn. Cười rơi nước mắt. Rồi vô ổng trả tiền lại hả chú hai? Trả. Nè lấy tiền mày lại đi. Tao dặn mày ngày sau mua heo đừng chở ngang đằng trước chùa. Đó có đường ở đằng sau chùa mà. Dạ kia ổng dặn đi đường sau. Ngày sau mày chở ngang đằng trước chùa, xe mày bẻ luôn á. Xe mày bẻ hư luôn á. Nói dạ con không biết rồi, con không dám. Lần tấn tới già.
Ông cười cười rồi vô, mày không vô tao làm cho mày chết. Đừng 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 chạy vô. Là ông người sư cả chùa Sóc Thiết đó hả? Hay lắm ông. Con chim biết nghe con chim luôn á. Ông nghe tiếng chim được luôn. Ừ, tiếng heo tiếng gì á, la cho người ta tiếp á, heo á. Yeah. Rồi ổng quá trời tức đi. Bị gì ổng nghe được tiếng heo la đó. Ừ, la cho tiếp á. Yeah. Rồi con chim cũng vậy. Nó nói với chồng nó bị nó có chữa. Yeah. Nói anh ơi tôi có chữa lần này tôi thèm xài chín quá. Rồi xài 9 tháng đó đâu có, người ta bẻ hết rồi. Mà hai con chim, hai chồng con chim nói nhau vậy hả? Nói chuyện nhau. Yeah. Rồi chồng xài người ta hái hết chơi, mày có đâu em. Mà vợ nó nói ở trong làm sao biết làm sao lấy ăn được, bị ở trong có ổ kiến á. Rồi ông sư ổng nghe được. Yeah. Ông sư nghe được. Ổng kêu mấy con sài nhỏ, ơi mày lấy cây thục có ổ kiến đi, thục chút chút được á, mày được nữa chết người ta. Rồi thục chi, thục cho nó là kiến đó nó chạy ra để cho chim nó ăn sài chín. Mấy ông nhỏ đó lấy cây xé xé cái lá. Yeah, yeah. Xé cái ổ ra cái mới lòi trái xài ra. À, hai trái. Dạ, yeah, hai trái luôn. Rồi mấy chim nói cảm ơn, ổng cũng nói lại. Rồi ông xài phó, ông nói sao? Dạ, nó cảm ơn tao. Nói không có sao con. Ông trả lời lại luôn. Ổng kêu rồi xuống á. Yeah. Chim nào cũng vậy. Chắc cách đây cũng lâu rồi hả chú hai ông? Hồi nào lắm. Dạ. Yeah. Hồi trước ông già của chú lắm. Vậy hả? Quá lâu rồi. Khoảng vô khoảng cỡ hơn 100 năm rồi. Dạ. Yeah. Xài cả chùa nào cũng hay hết á. Dạ. Yeah. Hồi xưa ông nào cũng hay chứ hả chú hai? Mà ông xài cả chùa Tà Bà đi ở Sà Tón á, ông yeah. biết cái vụ là thổi thôi. Yeah. Bị thổi con rắn nó mổ á. Yeah. Ông biết có bao nhiêu đó thôi. Còn ông bên kia thì biết tàng hình. Không, ông không có biết là cái vụ là bùa là độc không có cho người ta thấy á. Dạ, yeah, thì tàng hình đó. À, yeah. Ông biết. Ông biết bùa đó. Ừ. Không biết cái vụ là rắn mổ, con chó cắn. Yeah. Không biết kiếm thuốc. Còn cái ông ở dưới Sóc Thiết thì khác nữa. Ừ, ông biết hết trơn tất cả. Cái yeah. gì cũng biết hết. Vậy là hay hơn hai ông này luôn rồi. À. Mà hồi đó, hồi trước đó mà phải mà sau này hay chú hai học ha. Vậy là hồi đó chú hai cũng biết sau này mà học lớn rồi để biết hả chú hai? Bị hồi lúc đó là chú tu hành rồi đó, là ông xài cả chùa Sà Tón á. Ông dạy hả chú hai? Tại chú không có muốn học. Ồ. Bị học cái đó là có anh em con cháu mình nói là học rồi nó thử. Dạ. Yeah. Còn mấy cái vụ mà hồi xưa chú hai nói cái vụ bùa rồi đó là ông học trong sách, học lớn trong sách hay là ông thầy cũng dạy? Ông thầy ổng là dạy mình á. Dạy cái chị Bình á? Dạy mình là rồi mới ổng cho tập. Dạ. Yeah. Coi ta coi, hay hoặc là yeah. hay là hoặc là độc bùa, cái vụ rắn mổ này kia nọ có hết trơn. Dạ. Ôi rồi bệnh gì thuốc gì, bệnh gì thuốc, cây gì để trong đó hết. Dạ. Chú đốt bỏ. Uổng ghê.
bị bệnh. Bị bệnh rồi chịu, trời ơi khó chịu lắm. Cũng như là chị cho người ta không cúng mà mình bệnh nữa chú hai. Cho nên không có, mình coi người ta rồi người ta không không cúng. Không cúng cho mình á. Yeah. Bị người ta là tới thím con đi coi thầy bói bánh tơ. Ồ. Oh! Ông nội này bị kêu gọi người ta tiếp thì người ta tiếp vài rồi bây giờ không có cho cái gì người ta ăn người ta buồn. Rồi bây giờ mua đồ cúng cho người ta đi. Dạ. Mấy thím con nói cái gì đồ gì đồ gì á. Trái cây thôi. Trái cây với thuốc hút này kia nọ tiền bạc. Đấy. Cúng hết liền hả chú ơi? À, cúng rồi mời ông sải lại đọc kinh dỗ nước chỉnh hết rồi mới ngày mai lại chú lấy sách đó lại đốt bỏ hết, sách thuốc sách gì chú bỏ đốt bỏ hết. Có hết chơi đó chứ không có. Ông xài cả chùa Tức Thó. Yeah. Ông thương chú dữ lắm. Bị biết chú. Ông cho hết trơn luôn. Cái vụ nghệ đặt mấy con gái cho thương mình á. Yeah. Ông cho hết trơn luôn á. Mà chú học rồi chú đâu có đặt ai không. Bị người ta làm thầy người ta biết á. Yeah. Biết người này không có cầm bậy. Mới người ta cho mình á. Yeah. Chú đặt con người thôi. Đặt người đó là tên ông Khăn á. Bà cũng biết nè. Yeah. Rồi lúc đó mới gặp bà là chưa có con đứa nào đó. Mới gặp. Yeah. Chưa đám cưới nữa. Rồi chú ngồi chơi nhà. Ý cưới rồi chứ. Tới cưới rồi mới ông Khăn đó vợ bánh lộn với vợ chồng á. Vợ là anh của vợ ông Khăn đó là ông thầy Tép á. Yeah. Lúc đó có biết ông thầy Tép không? Dạ không. Ở Ơ Lị hay hơn ra ai cũng sợ ông thầy đó. Yeah. Rồi ông già sau của chú là cũng đại tử của ổng học. Yeah. Ông đó lại năng này ổng khùng. Rồi lại tham bị lúc đó làm vườn gần nhau chở bà cố. Yeah. Ông thấy chú là mấy người phụ nữ đó. Yeah. Đi tiếp bằng cỏ đông người, một ngày phụ nữ xóm này, ngày mai xóm kia, ngày mốt xóm bên kia lại tiếp chú. Yeah. Ông nhớ lại mới nhớ hay là chắc biết à. Chắc biết cái vụ này mày thấy mới thấy phụ nữ nó lại làm tiếp nó. lại chú luôn á. Đi chú bắt tay làm sao vậy chú, vừa nói vừa khóc. Yeah. Tao nhớ vợ tao quá. Sao nhớ vợ? Nó bỏ tao rồi. À, anh nó không có cho gặp tao nữa. Rồi nói cho mày đi kiếm ông thầy kêu đi. Yeah. Cho mày đi kiếm. Nếu mà vợ mày đi ở với mày nữa tao lại mày luôn. Rồi nói vậy sao không có đi kiếm ông thầy? Hết trơn rồi. Đi kiếm hết trơn rồi con ơi. Không có đâu. Bây giờ tao nhớ tới nhớ thấy mày. Mày có biết làm cho chú đi. Nói hết tụi đâu có biết đâu. Rồi mới bà già vợ mẹ. Yeah. Bà già vợ mẹ. Bà thấy tội nghiệp. Yeah. Bà nói thôi con ơi, khóc tới cỡ này lại con nữa. Không có sao đâu. Đặt vợ của ổng mà. Yeah. Đâu phải đặt ai. Mới nói hơi vậy. Chú đi về đi. Trước khi chú đi về chú đi chợ đi. Chú đi chợ mua chiếu.
chiếu mới, hai cái gối mới, với làm đồ cúng đó là làm cho nó đủ thứ, bay say sla tho gì đó. Ổng đi cho nó làm cho. Rồi làm rồi á, lại hỏi. Làm rồi á, để sao? Để trên cái đầu mình nằm á. Để hàng giữa ha. Rồi chiều. Chiều mới chú đi. Chú đi rồi mới chú sắp xếp để có bánh, có gì đủ thứ, rồi có lá chầu á. Lá chầu mình ấy nó thì để nhang vô á. Chú đọc kinh rồi đàng hoàng á, mấy chú mà nói trước rồi, nói là trước khi là mình ấy nó cho nó đứt á. Là tôi hỏi chú đứt không, nói lời không, chú phải nói lời á. Dạ. Lại không? Ổng là lời. Rồi một cái nữa. Lại không? Lại. Một cái nữa đứt luôn em. Đứt hai bên luôn á. Lại không? Lại. Chắc lại không? Chắc. Đưa lại. Nhập vô. Nhập vô đổi. Bên của ông đó là cầm nó để bên này. Của chú để bên ổng. Rồi chú nói trước luôn. Nói là giờ này đó, nếu mà bà còn tắm á, bận quần không kịp. Đi lại luôn hả chú? Chạy lại luôn. Nếu mà bận quần rồi cũng chạy lại luôn. Nếu mà chưa được bận còn tắm á, chạy lại luôn. Ủa hổn mừng, chú nằm đi. Rồi sáng 4 giờ gần sáng chạy lại tới nhà chú. Hên Lai ơi, Hên Lai. Nói ai đó? Chú á, chú. Hay quá, hay quá, còn hay quá. Mừng. Hay quá, còn hay quá. Trời, bây giờ không có quần, không có áo. Bây giờ lại kêu con đi uống một phen. Thì bây giờ sao sợ anh của vợ tôi lại kêu làm sao? Mấy tôi nói chạy đi về đi. Lấy sáp lại. Lấy sáp lại chú làm. Đi đi xanh quanh là ở đằng trước cửa đó. Quét ngang ghê. Ông vô không có được đâu. Ở tới giờ luôn hả chú hay? Chết hết rồi. Rồi sao lại mấy ông nói ông biết á. Ông không biết ai rồi, ông biết là ông già, ông già sao của tôi á. Gặp mẹ tôi á, ông già sao á. Đại thử của ông rồi họ đúng đó, tướng là ông đó làm á. Ông làm kêu vợ khăn đi vô nhà. Không có, không có đâu, tôi không có. Vậy ai làm? Tôi làm cho chết luôn á. Thằng nào làm bùa này làm cho nó chết luôn á. Rồi ông già sao ổng biết, tôi biết. Ổng hỏi tôi, con có làm vợ khăn, đọc bùa cho vợ khăn về không? Dạ không. Ý, chết rồi. Ông thầy chết nó làm con chết luôn á. Chứ đó bây giờ ba đi nói với người ta đi. Tôi kêu kêu vợ của người ta. Tôi đâu có sợ. Mà đừng có làm cái vụ nói cái vụ làm bùa cho tôi chết đó. Không có được. Làm lại tôi không có làm gì ông đâu. Mà cái đồ của ông làm tôi quay lại. Trả lại. Quay trả lại cho ông. Nói với ông vậy đi. Tôi không làm ông nha. Ông tự làm ổng luôn. Sợ. Có ông già, già. Ông già tôi đi nói sợ. Ý. Trời ơi, cái thằng này biết đi. Nó học ở đâu?
Nói, tôi cũng không biết ổng bị nó tu ở chùa Rà Bà, tôi đâu có biết nó học ở đâu. Ừ, cái thằng này dữ à. Ổng sợ luôn hả chú hai? Ừ, sợ luôn, không dám luôn á. Dạ. Ngày sau tôi đi ngang đó kêu, kêu vô hỏi tôi học ông thầy nào. Tôi nói ông thầy chùa Túc Ốc. Mà chú đừng buồn chứ tôi đặt. Chú làm vậy tội chết á. Nói vậy luôn, tội đó. Mình ăn ra. Nếu mà sao mình giáo dục đi. Em đừng làm vậy nữa, đừng quanh lộn vậy nữa. Cái gì mà nói bằng miệng, mình nói vậy đi. Cho người ta thôi nhau. Không có được đâu, tội chết đó. Đúng rồi, chia rẽ vợ chồng người ta tội chết. Ừ, tội chết đó. Ê, trời. Lại còn lại tôi nói đúng. Tôi đầu tiên nửa tháng đó tôi buồn chứ. Con nửa tháng. Mà không dám làm con. Ừ, tôi có nói giảm rồi. Làm tôi không làm cái gì ông đâu, mà tôi vay của ông trả lại cho ông. Cho ông. Rồi cái đó giờ chú hai cũng không có làm nữa luôn hả chú hai? Ờ, tới chú bệnh á. Tới chú bệnh, chú đốt bỏ hết. Bỏ hết luôn, nghỉ luôn. Ừ, đi luôn. Sao lại á, là thằng Bổng á, yeah. Vợ nó chạy bỏ. Yeah. Chú đi kiếm ông thầy để cho vợ nó lại, đặt cho vợ lại. Không lại. Không nào làm được hết trơn. Mà lúc rồi mới hỏi chú, mới hỏi chú. Nghe ông F nói rồi chú biết nè. Nói anh hai biết nè, tại sao mà anh hai không có làm cho tôi thì bị tao bỏ rồi. Dạ, yeah, nghĩ rồi. Tao đốt bỏ. Oh, nó mua đồ, mua chuối, mua gì đi. Đi chùa Túc Ốc. Yeah. Đi lại hình của ổng á. Yeah. Cho tôi xin lỗi rồi làm. Cho được đi. Nó không có được đâu, bị bỏ rồi, hết được rồi. Yeah. Rồi lại. Oh. Bắt buộc ép chú cho làm. Ừ, làm thì làm. Mà cái vụ lại chú không có biết nghe. Anh không có biết à. Bị anh bỏ rồi. Ừ, tôi nghe ông ép đó nói anh hay hay lắm á. Kêu người ta tắm nước rồi chưa bận quần nó lại luôn á. Rồi tôi cũng làm kiểu thứ đó. Đi làm cho nó. Rồi làm về không chú hai? 3 ngày. Kêu 3 ngày. Mới về hả chú hai? Về. Dạ. Yeah. Về mà về không có được lâu. Khoảng cỡ từng lễ chạy đi nữa rồi. Hết linh nghiệm hả chú hai? Ừ, nó hết hay á. Dạ, yeah, hết hay. Địa nghỉ làm rồi đâu còn hay nữa. Mà nó cũng sợ. Nói trời, nó không biết hay cỡ nào, bỏ rồi mà còn kêu lại được. Mấy ông thầy khác vô 3 đêm lại à. tới anh hai nó bị bỏ rồi, sợ không được mà lại. Rồi nó đi á, sao lại cho kêu nữa. Yeah. Kêu nó lại nữa. Rồi lại nữa rồi nói với chồng nó luôn á. Bỗng ơi, biết sao. Rồi bằng đêm tôi nằm ngủ, có người ta kêu tôi về hoài á. Yeah. Cái đấy, hay thiệt, anh hai hay thiệt. Hay thiệt. Người khác kêu không có lại. Yeah. Anh bỏ rồi mà kêu được lại, vậy thì hay rồi đó. Mà ở không có dính, đã ở bị bỏ lâu rồi. Bỏ lâu cái gì, tại mình bỏ người ta rồi. Yeah. Cái này mình còn biết bùa đó làm thôi. Yeah. Tại mình bỏ rồi thôi, mình đâu có cho người ta ăn nữa. Hồi lúc mà mình còn xài á. Yeah. Tới ngày rằm mới cho người ta ăn. Yeah. Đốt nhang đốt gì cũng làm cho người ta ăn đàng hoàng. Thì bây giờ đâu có cho người ta ăn.
Cho tôi ăn, ta đói không? À, đâu, đâu người ta tiếp tôi nữa. Hồi lúc trước á, hồi lúc đó là chú khỏi độc cũng được luôn á. Gì hả? Bởi vì chú có cái ghế cá để vô răng. Nói người ta nghe hả chú hay? Để cái đó vô rồi kêu lại rồi. Bị nó có hai đại tử. Nhỏ nhỏ xíu. Nếu thím con dục bỏ. Dục bỏ ở căn đơn á. Bị lúc đó là chú đi bẻ xài, bị lên Hồi Giang á, là nhà ở Cạn Đồn rồi mà đi nằm ngủ ở bên ô lì. Đi kiếm bằng ăn, đi bẻ xài. Rồi bằng đêm rồi ngủ không có được, mới nhức đầu. Rồi mới thím con hỏi, sao anh không ngủ, ngủ không có được. Em để cà tha của anh để chỗ nào, ông Phật 3 năm ông á. Nói tôi để trên bàn thờ mà, nếu mà để trên bàn thờ mà sao mà tao nhức đầu quá trời vậy. Ngủ không được một đêm. Sáng ơi, em đi coi đồ coi. Anh sợ nó ở trong cái vỏ sách quá. Ở trong cái vỏ sách là ở dưới quần áo rồi. bà thấy, thấy trong cái vỏ sách thiệt. Rồi bà lấy, để trên bàn thờ không biết sao bà lấy lại xét coi bà mở cái lát mở thấy rễ cá ở hàng giữa ông Phật. Bà nói chơi rễ cá sao mà vô đấy, bà lấy rễ cá bị có tưởng đâu rễ cá đâu trong đó rồi. Rồi cũng chưa mà cũng như là mình không có sức chỉ là bằng hai. Bà bỏ cái đó. Mà gắng mần, gắng làm. Tới tối lại khóc hai lần. Anh ghét em. Anh cho người ta dụng tôi chút xíu nữa gãy cổ em. Hỏi bà gì? Đồ của tôi bà để đâu? Tôi để bàn thờ. Để bàn thờ sao người ta lại khóc tôi hoài vậy? Là kêu mạnh. Rồi sáng mai tôi chú hết đi làm lại nhà. Xét coi mất rễ cá. Hỏi bà. Ý cái đó tôi giục bỏ. Bỏ đâu kiếm lại. Không thấy luôn con. Mất luôn hả chú? Mất luôn. Mà nó có nói rồi. Tới lại xin mình đi nước ngoài á. Đi khác là nước á. Đi chỗ đó. Vì là hai người đó đi luôn hả chú? Chỗ mình không có người ở. Anh đừng kiếm em. Không thấy đâu, em đi rồi. Hai ba người kiếm không thấy. Bị nó đâu, nó bằng cái rễ cá thiệt mà nó dễ kiếm, nó ba màu. Màu đen với màu đỏ với màu vàng, ba màu. Hay còn tới giờ im hết chứ hả? Quý trời ơi, ổng làm cho đó là ổng nói là xài được 70 năm. Ồ. Không biết dục túc. Chú còn cái đó là chú không mệt đâu. Chú đi chợ nó có nhỏ nào nó mua bán nó thấy tiền nó nhiều nhiều nhét cái đó vô nói có chút xíu nó cho tiền xài. Cho nó mang tội thêm. Không phải xài một mình em chú được đâu ha. Cũng như con vậy nè. Con muốn mượn cho con đi làm được á. Nhét để vô làm. Nói ai cũng thương con luôn á. Hay hết chứ hả? Hay. Mà quay hen nói với phụ nữ phải quay chứ. Đừng cho nó ngày ba. Ngày nó ồn luôn á. Vậy sao? Ừ.
nó ôm mình luôn. Vậy là nói phải chịch bên mình phải được. Nghiêng chút. Yeah. Lợi hại. Mày biết cái đó mày ấy súng được không? Ôi trời. Biết võ đâu có cắm súng được. Mà nó đi ưa đi chơi với chú lắm. Yeah. Đi rồi chỗ nào nhỏ mấy nhỏ nó bán cà phê hay hoặc là bán nước mía. Yeah. Nó lựa nhỏ nào đẹp đẹp mới nó vô chơi vô uống. Yeah. Trời, bị chú đi vậy là chú nhét cái gậy cá đó vô rồi. Yeah. Rồi đi uống nước rồi nó dê á. Yeah. Nó tiếng bằng dê rồi nó dòm chú hoài. Hai đứa đó nó không dòm, thằng em thằng no nó không nhìn tới mà nói chút nó lại khéo khéo chú. Sao anh hai không có nói chuyện, nói sợ em thương anh. Nó ôm liền á, ôm làm sao luôn á. Ừ. Nó hung chú á. Mà nó trời ơi hung cái. Thằng em với thằng no trời ơi tôi thương muốn chết không hung tôi. Đi hung ông đen thùi dùi. Tôi trắng tôi ổng hung. Cười muốn chết luôn. Mà quá nào chú ngồi á có một lát à. Yeah. Ủa, kiếm ghế ngồi không có lại uống. Yeah. Rồi bán ở gần gần nhau á. Yeah. Người chàm bán gần đó ngày mai lại đón đường chú nói anh hai vô uống quán tôi lần đi. Nói quán chỗ nào chiều em lại chở anh đi. Ừ. Chở đi nhỏ kia nó dòm bí gần nhau sệt gì nữa. Yeah. Nó nhìn con cơm đi, chú ăn bóng. Bỏ chai mấy nhỏ này không có cho lại. Yeah. Trời ơi chú ngồi chỗ nào ăn uống đầy nhóc luôn á, bị có cái đó đó. Yeah. Hồi xưa chú hay lên đi núi đồ này kia không có đem cái đó theo không? Theo, đi đâu cũng đem theo. Rồi mình thí dụ như mình gặp cái con này con kia nguy hiểm mình nói nó nghe không chú hai? Không biết nữa. Ông chưa cái thử không có biết rồi. Hồi đó ông đi có đi qua cái hướng mà núi Tô mà cái hướng mà bên Ô Lâm không chú? Đi hết trơn luôn. Bên hồ Ô Thum đó. Bên đó là không có đi, một miếng bên Ô Thum không có đi. Dạ, bên đó không có đi. Đi có một miếng bên này. Ở cuối cái hồ Ô Thum là hồi xưa nó có một cái kho lúa đó hả chú hai? Ừ, có bộ lúa bây giờ người ta bắn bỏ rồi. Dạ, đã hái lấy đá đó. Bây sâu giờ... không chú hai? Không sâu đâu. Không sâu. Nó kêu đặt kêu bò lạ bò lúa hả? Ừ. Có chỗ cũng như là bầu lúa vậy đó. Dạ. Rồi ở xanh quanh bầu lúa đó là nó có cái hàng nhỏ nhỏ vậy đó. Dạ. Rồi lúa người dân mằng đem để đó hay sao? Ừ, đem cho thì vì cộng đem để đó. Dạ. Như kho hả chú hai? À, có hàng bự là bên mò đầm rây đó đó. Hàng nào hả? Mò đầm rây mình đi á. Dạ cái hàng tức dục á. Mà hàng tức dục đó ha. Cái chỗ người ta làm đó là vô sâu lắm á. Dạ. Người ta kêu là mò mọt cáp. Cái hàng có miệng công ếch. Đi không có đụng đầu á, đi vô luôn á. Dạ. Rồi cái hang đó giờ chú nhớ đường đi không chú hai? Không. Không nhớ. Không nhớ được, bị người ta làm vậy hết nhớ. Dạ thay đổi hết à. Ừ. Bị mà nếu người ta chưa làm thì chú giờ nhìn thấy biết à. Dạ. Bị cục đá đó nó lớn lắm. Cỡ này nè, lớn hơn cái này nữa. Cái miệng nó giống con ếch gì đó. Dạ. Bởi vì người ta kêu là hang miệng có miệng con ếch. Dạ.
Room to mong kẹp. Rồi ăn cơm.